Xin chào quý vị, giữa rất nhiều lựa chọn của ngày cuối tuần, Việt Trung xin cảm ơn quý vị vì đã đồng hành cùng Trong Thế Giới Xe. Tiếp tục sẽ là những chuyển động mới nhất trên lĩnh vực ô tô xe máy và hãy cùng Việt Trung bắt đầu khám phá ngay sau đây. VinFast tiến hành giao xe Fundy. Cận cảnh xe sang Bentley Flying Spur 2020. Quý vị thân mến, vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh thì những chiếc Fundy đầu tiên đã được VinFast giao đến tay người tiêu dùng. Và sau đây mời quý vị cùng đến với những ghi nhận chi tiết. Sau 7 tháng kể từ khi ra mắt, những chiếc xe VinFast Fundy đầu tiên đã chính thức được bàn giao đến tay khách hàng tại sự kiện lễ bàn giao xe VinFast Fundy có quy mô lớn nhất từ VinFast. Cụ thể, mới đây tại hai địa điểm sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội và Dinh Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, lễ bàn giao xe VinFast Fundy đã chính thức khai mạc. Với sự góp mặt của đại diện VinFast, lãnh đạo các cơ quan ban ngành và nhiều khách hàng đến tham dự, sự kiện này là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của VinFast trong việc tạo ra những sản phẩm ô tô Made in Việt Nam đạt tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu trong thời gian nhanh nhất, đồng thời mang đến khách hàng trải nghiệm thực tế trước khi quyết định sở hữu xe ô tô của hãng. Mở màn khai mạc với nhiều cung bậc cảm xúc, lãnh đạo VinFast tự hào gửi đến kỳ tích nhà máy sản xuất ô tô VinFast đã chính thức khánh thành vào ngày 14 tháng 6 năm 2019. Chỉ sau 21 tháng khởi công, đã sẵn sàng sản xuất hàng loạt ô tô VinFast mỗi ngày và đạt đúng tiêu chuẩn chất lượng mà VinFast đã đề ra. Tiếp nối sự kiện là nghi lễ chính thức bàn giao xe đến tay khách hàng cùng nhiều hoạt động khác như chào đón khách hàng đến trải nghiệm lái thử, tư vấn kỹ thuật, chính sách hỗ trợ tài chính cho khách hàng có nhu cầu mua xe. Theo một số nguồn tin đáng tin cậy thì thị trường xe giá rẻ tại Việt Nam sẽ trở nên rất sôi động trong nửa cuối năm 2019 với sự xuất hiện của hàng loạt những cái tên đáng chú ý. Honda Việt Nam hứa hẹn mang đến mẫu SUV Crossover BRV gia nhập thị trường Việt trong năm nay. BRV sẽ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Crush hay Mitsubishi Xpander, xe sử dụng động cơ 1.5 lít, công suất 119 mã lực. Ngoại thất của xe mang nhiều nét tương đồng với CRV. Khi cập cảng Việt Nam, Honda BRV dự kiến sẽ có mức giá trong khoảng 650 đến 700 triệu. Người đồng hương Toyota cũng đã trình làng Avanza 2019 tại Indonesia. Sau xứ sở vàng đảo, Toyota Avanza 2019 dự kiến sẽ được giới thiệu tại các thị trường ASEAN, trong đó có thể có cả Việt Nam. Bước sang phiên bản mới, mẫu MPV này không chỉ được nâng cấp về thiết kế mà còn có thêm trang bị hiện đại hơn. Cụ thể, xe sở hữu thiết kế táo bạo, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ ngoại hình của người đàn anh Verfire. Hệ thống đèn pha 2 tầng tương tự mẫu Alphard 2018, lưới tản nhiệt hoàn toàn mới, hốc đèn sương mù nối liền với cản trước tạo nên phong cách khỏe khoắn. Mẫu xe này được kỳ vọng là có thể giúp cho Toyota giành lại thị phần ở phân khúc MPV giá rẻ sau những thành công của Mitsubishi Xpander. Chưa hết, theo một số nguồn tin, mẫu xe sedan hạng C chuyên dành cho đô thị của Nga Lada Vesta cũng đang rục rịch về Việt Nam vào quý 2 năm nay. Thông tin này rất được quan tâm bởi tại Nga, mẫu Lada Vesta có giá chỉ tương đương 166 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu nhập khẩu về Việt Nam, giá sau lăn bánh dự kiến sẽ khoảng 360 đến 480 triệu đồng tùy phiên bản. Mẫu xe đến từ nước Nga có 3 tùy chọn động cơ: 1.6 lít số sàn, công suất 106 mã lực, 1.8 lít số tự động, công suất 122 mã lực và cuối cùng là 1.8 lít turbo, công suất 145 mã lực trên phiên bản Sport. Quý vị thân mến, trong bối cảnh Audi A3 vẫn chưa được trình làng phiên bản mới, thì cuộc đua ở phân khúc hatchback cỡ nhỏ hạng sang vẫn là một sân chơi riêng giữa One Series và A-Class. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đắn đo là đâu mới là sự lựa chọn tối ưu giữa hai cái tên này. Trong phóng sự ngay sau đây, chương trình sẽ làm một bài so sánh nhỏ về thiết kế lẫn hiệu năng giữa bộ đôi kỳ phùng địch thủ đến từ nước Đức.
Mercedes-Benz A-Class 2020 và BMW 1 Series 2020. Đây là hai dòng sản phẩm thấp nhất của bộ đôi kỳ phùng địch thủ tới từ nước Đức. Không hẹn mà gặp, cả hai cùng được ra mắt khi cách nhau chưa đầy một năm. Dù 1 Series không còn giữ được ưu thế lớn nhất là hệ dẫn động cầu sâu, nhưng không vì thế mà dòng xe đến từ BMW này chịu thua A-Class, nhất là khi đổi lại chi phí sản xuất hay không gian nội thất đều được tối ưu hơn. Trong đó yếu tố nội thất rộng rãi, mà đặc biệt là ở hàng ghế sau cũng là nâng cấp đáng tiền nhất mà người dùng có thể đòi hỏi từ BMW 1 Series. Không gian để đầu, chân lẫn thể tích khoang hành lý đều tăng so với thế hệ trước. Ở phương diện này, 1 Series có phần tối ưu hơn A-Class. Dù vậy, dòng xe Mercedes-Benz vẫn hứa hẹn thoải mái hơn cho người dùng quá khổ nhờ chiều dài lẫn chiều dài tổng thể rộng hơn. Xét trên phương diện thiết kế, mỗi mẫu xe đều có hướng đi riêng của mình. BMW 1 Series mang phong cách giống X2 khá nhiều. Nhà sản xuất đã chọn hầm hố thể thao làm điểm nhấn với các đường dập nổi xuyên suốt ở đầu và hậu xe. Mercedes-Benz thì ngược lại, hãng này chọn lối tiếp cận thanh lịch, trang nhã hơn cho A-Class. Tuy nhiên, hai dòng xe đến từ nước Đức có chung một điểm, đó chính là công nghệ và khả năng trợ lái. Dù là dòng sản phẩm rẻ nhất đội hình BMW, nhưng 1 Series vẫn sở hữu cảnh báo va chạm trước, sau, cảnh báo chệch làn đường, cruise control chủ động và nhiều tính năng khác nữa. A-Class cũng không kém cạnh khi mượn các công nghệ lấy từ S-Class như phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ đổi làn chủ động, hỗ trợ ra phanh nhờ cảm ứng. Đến bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm cũng có kích cỡ ngang bằng S-Class dù cách bài trí khác. So sánh yếu tố truyền động, phiên bản cao nhất của hai bên hiện tại là M135i và A35 phải nói là 19-10. Công suất của hai cái tên này chính xác bằng nhau khi đạt cùng 301 mã lực. Tuy nhiên, BMW chiếm ưu thế ở hạng mục moment xoắn. Một series có lực moment xoắn lên đến 450 nanomet. Trong khi với A-Class con số này là 400. Khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h của hai bên không quá chênh lệch nhau. Với một series là 4,8 giây, còn A35 cũng ở mức 4,7 giây. BMW bắt đầu mở bán một series mới vào tháng 9 năm nay, cho nên A-Class vẫn sẽ có một thời gian ngắn để nỗ lực với mục tiêu doanh số trước khi kỳ phùng địch thủ có thể tới tay người tiêu dùng. Và phần cuối chương trình như thường lệ sẽ là chuyên mục mỗi tuần một xe. Sau khi giới thiệu Continental GT Coupe thế hệ mới vào năm 2017 và phiên bản cập nhật vào năm 2018, Bentley đang dần hoàn thành bức chân dung gia đình của mẫu xe sang 4 cửa với sự xuất hiện của thành viên mới nhất. Giống như mẫu xe tiền nhiệm, Flying Spur hoàn toàn mới đang nhắm đến những khách hàng tìm kiếm sự sang trọng, tinh tế hơn so với đối thủ Audi A8 W12. Bước vào thế hệ thứ 3, Flying Spur được tân trang lại dài hơn một chút so với phiên bản trước, sở hữu chiều dài tổng thể 5.304mm, chiều dài cơ sở là 3.195mm nhằm cung cấp không gian rộng rãi hơn ở hàng ghế phía sau. Mặc dù thoạt nhìn, ngoại hình không quá khác biệt so với phiên bản cũ, nhưng Bentley cho biết nó là một thiết kế hoàn toàn mới, mang đến sự sang trọng với những đường gân nổi mạnh mẽ chạy dọc toàn bộ chiều dài của xe. Logo ở phần mũi xe có thể thu vào nhằm chống trộm. Yếu tố này lần đầu tiên được trang bị trên Flying Spur sau mẫu sedan siêu sang Mustang. Đây như một minh chứng cho thấy những mẫu xe của Bentley sẽ không ngừng cải thiện về chất lượng. Nội thất của Flying Spur có thể được tùy biến theo ý muốn với 15 tông màu da khác nhau, sử dụng họa tiết khâu hình kim cương, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch độc đáo ẩn sau lớp phủ veneer.
dàn âm thanh 10 loa tiêu chuẩn có thể nâng cấp lên loại 16 loa Bang & Olufsen hoặc 19 loa Neem, tích hợp bộ chuyển đổi âm thanh bass trên ghế trước. Trái tim của Flank Spur mới là phiên bản nâng cấp của động cơ W12 tăng áp kép, kết hợp với hộp số 8 cấp ly hợp kép, cho phép sang số nhanh và mượt mà. Động cơ W12 6.0 lít mới này tạo ra công suất 626 mã lực và mô men xoắn cực đại 900 Nm, cho khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 3,8 giây. Tốc độ tối đa là 333 km/h. Nếu như trước đây Flank Spur chia công suất cố định 60-40, nay xe có thể tự động điều chỉnh phân bố tùy vào từng điều kiện. Hệ thống lái có thể điều chỉnh trên cả 4 bánh, mang lại khả năng vận hành êm ái. Bentley Flank Spur và động cơ mới sẽ được sản xuất tại Crewe, nước Anh. Tuy nhiên, giá bán chính thức vẫn chưa được Bentley tiết lộ. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Trong Thế Giới Xe tuần này. Việt Trung cảm ơn quý vị vì đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi vào mỗi dịp cuối tuần. Và hãy tiếp tục gửi những ý kiến đóng góp cho chương trình về địa chỉ hiển thị trên màn hình. Còn bây giờ, Việt Trung xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này của tuần sau.